Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kiên quyết ủng hộ Israel, nhận định rằng Israel không chịu trách nhiệm về vụ nổ ở bệnh viện. Xung đột tiếp tục diễn ra trên vùng biên giới Israel-Lebanon, 4 binh sĩ Israel bị thương. Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho không quân triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhan trên Biển Đen. Ngoại trưởng Nga đến Triều Tiên. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel với sứ mệnh khẩn cấp đảm bảo cuộc chiến Israel-Hamas không leo thang thành cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và thúc đẩy khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp riêng và đồng tham gia vào một cuộc họp với các thành viên nội các chiến tranh của Israel. Tổng thống Joe Biden trong chuyến viếng thăm cam kết sẽ chứng minh cho thế giới thấy Mỹ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra nhận xét, vụ nổ gây ra thảm họa tại một bệnh viện ở dải Gaza không phải do quân đội Israel thực hiện. Trong cuộc họp với nội các chiến tranh, ông Biden nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trên cơ sở những gì tôi thấy, có vẻ như vụ tấn công do một nhóm khác thực hiện, chứ không phải do Israel thực hiện. Ông nhận định rằng rất nhiều người ngoài kia không chắc chắn nguyên nhân gây ra vụ nổ đã khiến các cuộc biểu tình lan rộng ra khắp Trung Đông. Ông Biden cho biết, ông đưa ra kết luận này dựa trên những dữ liệu mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho tôi xem. Ngày 18 tháng 10, Israel tuyên bố radar giám sát đường không và video độc lập cho thấy một trong số những tên lửa do nhóm chiến binh Hồi giáo thanh chiến Palestine bắn lạc đạn, đồng thời công bố một đoạn ghi âm được cho là giữa hai chiến binh Hamas, nói rằng vụ nổ là một vụ bắn nhầm của nhóm Hồi giáo thanh chiến Palestine. Hamas lập tức bác bỏ các tuyên bố của Israel, chỉ ra rằng mệnh lệnh của quân đội Israel yêu cầu sơ tán bệnh viện trong những ngày gần đây và bản tin về một cuộc tấn công trước đó vào bệnh viện khiến 4 người bị thương, bằng chứng cho thấy đây là mục tiêu của Israel. Thông điệp bao trùm của Tổng thống Joe Biden là Mỹ kiên quyết hậu thuẫn cho Israel sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Ông nói, tôi muốn các bạn biết rằng các bạn không đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Israel khi các bạn nỗ lực bảo vệ người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bạn và đối tác trong khu vực để ngăn chặn những thảm kịch tiềm năng đối với thường dân vô tội. Ông Netanyahu một lần nữa cho biết, Israel không chịu trách nhiệm về vụ nổ ở bệnh viện. Thế giới đang phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ này không nên nhắm vào Israel, mà nhắm vào những kẻ khủng bố. Ông Netanyahu nói trong cuộc gặp của ông Biden với nội các chiến tranh của Israel. Ông Netanyahu bình luận, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ làm ông vô cùng cảm động, đồng thời nói thêm, tôi đang thay mặt cho tất cả người dân Israel khi nói lời cảm ơn. Thưa Tổng thống, cảm ơn vì đã sát cánh cùng Israel hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ông Netanyahu cho biết, Tổng thống Biden đã vạch ra ranh giới rõ ràng và đúng đắn giữa các lực lượng văn minh và các lực lượng man dợ, đồng thời cho biết Israel đoàn kết hơn bao giờ hết trong quyết tâm đánh bại Hamas. Ông nói thế giới văn minh phải đoàn kết để đánh bại Hamas. Khả năng củng cố mối quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập suy giảm nghiêm trọng khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ. Israel hiện đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ tiềm năng vào Gaza nhằm xóa bỏ hoàn toàn Hamas. Cơ quan y tế Gaza cho biết khoảng 2.800 người Palestine đã thiệt mạng trong những cuộc không kích và pháo kích của Israel, 1.200 người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát và không rõ sống chết. Những con số này có trước vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli ngày 17 tháng 10. Các cuộc biểu tình đang lan rộng khắp khu vực Trung Đông sau vụ nổ tại bệnh viện, nơi đang điều trị cho những người Palestine bị thương và che chở cho nhiều người khác tìm kiếm nơi ẩn náu trong cuộc giao tranh khốc liệt. Hàng trăm người Palestine tràn ra đường phố ở các thành phố lớn ở bờ Tây, trong đó có thành phố Ramallah, nơi có trụ sở của chính quyền Palestine. Hàng nghìn người tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Beirut, Liban và Amman, Jordan. Sự phẫn nộ của người Ả Rập đã phá hỏng kế hoạch của Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến công du đến Jordan. Theo kế hoạch này, vua Abdullah II sẽ tổ chức các cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Nhưng ông Abbas rút khỏi cuộc gặp để phản đối vụ nổ ở bệnh viện dải Gaza và hội nghị thượng đỉnh bị hủy bỏ hoàn toàn. Ông Ayman Safadi, Ngoại trưởng Jordan, phát biểu trước kênh truyền hình nhà nước rằng xung đột Israel-Hamas đang đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh. Ngày 18 tháng 10, trang thời báo Israel cho biết các cuộc giao chiến tiếp tục diễn ra trên vùng biên giới Israel-Liban. Vào buổi sáng, lực lượng Hezbollah đã bắn một tên lửa chống tăng dẫn đường vào một vị trí của quân đội Israel gần Stula, một trang trại cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel, khiến 4 binh sĩ bị thương. Cuối ngày 18 tháng 10, Hezbollah tiếp tục phóng thêm một số tên lửa và sử dụng súng bắn thẳng tấn công các đồn bốt của quân đội Israel dọc biên giới. Không có thông tin về thương vong nhân sự. Lực lượng phòng vệ Israel hiện chỉ xác nhận 4 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công trước đó.
Theo IDF, những cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các đồn quân sự và các khu dân cư Kibbutz Manara và Rosh Hanikra dọc biên giới Israel và Liban. Theo IDF, quân đội Israel lập tức đáp trả hàng loạt cuộc pháo kích vào các vị trí phóng tên lửa và các trận địa hỏa lực của Hezbollah ở miền nam Liban, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào những địa điểm trú ẩn, tập trung quân của Hezbollah. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân di tản khỏi khu vực biên giới trên khoảng cách 4 km. Ngày 18 tháng 10, dân cư từ các khu Stula, Manara và Rosh Hanikra, 3 trong số 28 cộng đồng trên vùng biên giới được sơ tán khỏi nơi cư trú trước nguy cơ chiến tranh ngày càng gia tăng. Trong ngày 17 tháng 10, lực lượng Hezbollah phóng 6 tên lửa chống tăng dẫn đường vào các thị trấn và đồn bốt quân sự của Israel dọc biên giới khiến 3 người bị thương. Hezbollah cũng sử dụng vũ khí bắn thẳng bộ binh tấn công vào các vị trí của IDF dọc biên giới. Các nhóm Hồi giáo thanh chiến cũng phóng 2 quả tên lửa và một máy bay không người lái UAV vào miền bắc Israel. Trong ngày, IDF vô hiệu hóa 4 tay súng chưa xác định đang tìm cách xâm nhập vào miền bắc Israel qua bức tường ngăn cách với Liban. Buổi tối, không quân Israel thực hiện nhiều cuộc không kích vào các điểm chốt và trạm quan sát của Hezbollah trên vùng miền nam Liban, đáp trả những cuộc tấn công dọc đường biên. Những cuộc giao tranh diễn ra thường xuyên hàng ngày, với mật độ ngày càng tăng ở biên giới phía bắc giữa quân đội Israel với lực lượng Hezbollah và các tay súng Hamas Liban. Những cuộc đọ súng vẫn tương đối hạn chế về phạm vi và các loại vũ khí được sử dụng. Israel đe dọa Liban có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề của một cuộc chiến tranh nếu Hezbollah tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công. Tính đến ngày 18 tháng 10, 5 binh sĩ Israel, một chiến binh Hezbollah và 5 tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đọ súng. Ngày 16 tháng 10, một thường dân Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hezbollah. Một cuộc pháo kích của quân đội Israel đã khiến 2 thường dân Lebanon và một nhà báo Reuters thiệt mạng. Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mở rộng chiến tranh khi Israel chuẩn bị một chiến dịch tấn công trên bộ với mục tiêu xóa bỏ sự hiện diện của Hamas trên vùng đất Palestine. Israel và Mỹ đều cảnh báo Iran và Hezbollah nên đứng ngoài cuộc chiến. Washington đã điều 2 cụm tàu sân bay tấn công tới khu vực, tuyên bố sẵn sàng can thiệp để bảo vệ Israel. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng lực lượng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel khi thời điểm thích hợp. Trang South Front đưa tin, Nga đang thực hiện các biện pháp quyết đoán đáp trả những hành động của Mỹ và NATO, sử dụng các phương tiện trinh sát trên Biển Đen, hỗ trợ các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào bán đảo Crimea và những khu vực khác trong hậu phương của nước này. Đêm 18 tháng 10, quân đội Ukraine thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái UAV vào hậu phương của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng Nga đã đánh chặn, bắn rơi 28 UAV tự sát giá rẻ của Ukraine trên không phận các khu vực Belgorod, Kursk và Biển Đen. Theo các nguồn tin địa phương, 3 UAV Ukraine bị bắn hạ gần bờ biển phía tây bán đảo Crimea, 2 UAV bị máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga bắn cháy cách Saki 50-80 km về phía tây. Một UAV khác bị lực lượng phòng không thuộc Sư đoàn Phòng không và Không quân số 31 Nga bắn hạ trên vùng Yevpatoria. Tối 17 tháng 10, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công bán đảo Crimea bằng xuồng tấn công không người lái USV, nhưng không thành công. Lực lượng không quân hải quân của hạm đội Biển Đen Nga đã phát hiện và tiêu diệt 2 USV Ukraine, đang tiến hành các hoạt động trinh sát tấn công trên vùng nước phía tây mũi Takankut. Mọi hoạt động của Ukraine trên Biển Đen chỉ có thể thực hiện được nhờ sự hỗ trợ của NATO. Nhiều máy bay phương Tây được phát hiện trên khu vực Biển Đen vào đêm trước cuộc tấn công. 2 máy bay trực thăng quân sự của Mỹ và một chiến hạm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen. Một máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Phoenix của Mỹ bay trên khu vực gần Krasnodar Krai của Nga và phía nam Crimea. Một UAV MQ-9A Reaper của Mỹ bay gần bờ biển Rumani. Ngày 17 tháng 10, quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo ATAC-MS tấn công vào sân bay quân sự Nga ở khu vực Zaporizhia. Sự xuất hiện của những tên lửa này đặt ra mối đe dọa mới cho quân đội Nga ở Crimea. Bán đảo này nhiều lần bị tên lửa của Ukraine do các quốc gia NATO cung cấp tấn công. Trang Reuters cho biết, Moscow quyết định đưa ra một cảnh báo cứng rắn đối với NATO về chủ quyền trên bầu trời gần biên giới quốc gia. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng không quân Nga tiến hành tuần tra liên tục trên vùng biên giới Biển Đen bằng máy bay tiêm kích hạng nặng MiG-31, trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Kinja. Tổng thống Nga nhấn mạnh, đây không phải là một mối đe dọa đối với hòa bình khu vực, mà là biện pháp an ninh cần thiết. Tổ hợp Kinja có tầm bắn hơn 1.000 km, tốc độ 9 Mach. Tên lửa siêu thanh Kinja được trang bị cho các máy bay chiến đấu MiG-31K
Tu-22M3, Su-57. Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt chiến hạm mặt nước, sở chỉ huy, căn cứ không quân và hệ thống phòng không, mang đầu đạn nặng 500 kg và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 18 tháng 10 để tham dự các cuộc gặp được cho là nhằm tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin. Ngoại trưởng Nga Lavrov đến Bình Nhưỡng từ Bắc Kinh, nơi Tổng thống Putin đã gọi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là người bạn cũ trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, theo AFP. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm hiếm hoi tới Nga. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim đã mời Tổng thống Putin tới Bình Nhưỡng và thảo luận về hợp tác quân sự, theo Reuters. Ngoại trưởng Lavrov có thể thông báo cho phía Triều Tiên về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, cũng như thảo luận về chuyến thăm Bình Nhưỡng tiềm năng của nhà lãnh đạo Nga, theo hãng tin TASS. Lần gần nhất, ông Lavrov thăm Triều Tiên vào năm 2018. Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sang Kim ngày 17 tháng 10 gọi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga là đáng lo ngại sau khi Nhà Trắng tuần trước nói rằng Bình Nhưỡng gần đây đã cung cấp vũ khí cho Nga. Ngày càng có nhiều báo cáo từ chính phủ Mỹ và các nhà nghiên cứu phương Tây ghi lại bằng hình ảnh vệ tinh về những gì họ cho là các chuyến hàng vũ khí của Triều Tiên tới Nga để được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 17 tháng 10 nói rằng các cáo buộc của phương Tây không dựa trên bằng chứng và nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với Triều Tiên, theo Reuters. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần cập nhật tin tức quốc tế trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!